kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin trưa ngày hôm nay 11 tháng 10 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu đã tổ chức một phiên điều trần quy mô về lợi ích và giá trị của hai hiệp định đối với châu Âu và Việt Nam. Hệ thống siêu thị ngoại được xem là visa để nhiều hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài. Đây cũng là hướng đi đang được nhiều doanh nghiệp nhắm đến. Đến thăm nhà giáo, nhà nghiên cứu Nguyễn Bá Đạm, người đã có công ghi chép lại những chứng tích xưa, nay không còn tồn tại, góp phần xây dựng lại diện mạo của một Hà Nội thế kỷ 20 đã lùi xa và dĩ vãng. Và sau đây sẽ là một số thông tin về kinh tế. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách vừa đưa ra dự báo hết sức lạc quan về mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5 cho đến 6,7% của cả năm do Quốc hội đề ra. Theo đó, thì Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho rằng nhiều khả năng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể vượt mức 6,8% trong năm. Cũng theo cơ quan này, chỉ tiêu lạm phát bình quân dưới 4% trong năm sẽ đạt được trong trường hợp không có cú sốc lớn nào về giá năng lượng trong quý tư. Ngày hôm qua, Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu đã tổ chức một phiên điều trần quy mô về Hiệp định Thương mại và Đầu tư với Việt Nam. Nội dung của buổi điều trần ngày hôm qua là về lợi ích và giá trị của hai hiệp định đối với châu Âu và Việt Nam. Nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ Nghị viện châu Âu sẽ cho chúng ta biết thêm những thông tin chi tiết. Văn bản Hiệp định Thương mại Tự do và Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã hoàn tất. Nghị viện châu Âu đang trong quá trình tham vấn các bên liên quan. Buổi điều trần hôm qua có đại diện hai đoàn đàm phán, nhiều chuyên gia, đại diện một số tổ chức dân sự và phi chính phủ cùng đại diện doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam. Trong phiên điều trần, Hiệp định Thương mại Tự do và Đầu tư đã được xem xét dưới nhiều khía cạnh, không chỉ liên quan đến thương mại và đầu tư mà cả về điều kiện lao động, về công đoàn hay về góc độ bảo vệ môi trường. Ông Trần Quốc Khánh là trưởng đoàn đàm phán về phía Việt Nam và bà Helena Konik, Phó Tổng vụ Thương mại của Ủy ban châu Âu đã trả lời các câu hỏi. Biên bản cuộc điều trần sẽ được tóm tắt thành báo cáo, trình ra phiên toàn thể để các nghị sĩ phân tích và thảo luận sâu. Nghị viện châu Âu sẽ cho ý kiến về Hiệp định Thương mại và Đầu tư với Việt Nam trước kỳ bầu cử Nghị viện châu Âu khóa mới vào tháng 5 năm sau. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Nghị viện châu Âu. Lớn thứ tư thế giới với quy mô hơn 600 triệu dân, thị trường nội khối ASEAN được đánh giá là thị trường hấp dẫn cho các doanh nghiệp và đặc biệt là sau 3 năm cộng đồng kinh tế ASEAN được gọi tắt là AEC được thành lập thì hiện 98% dòng thuế được cắt giảm về 0 cho đến 5%. Cơ hội cho hàng Việt Nam mở rộng vào thị trường xuất khẩu ngày càng lớn. Tuy nhiên thì để tận dụng được cơ hội này cũng không phải là điều dễ dàng. Đầu tư một loạt hệ thống máy móc nhà xưởng mới, từ hơn một năm nay, doanh nghiệp này đang đẩy mạnh xuất khẩu bao bì sang thị trường ASEAN. Dù quy mô còn khiêm tốn, chỉ khoảng 1/4 tổng lượng hàng xuất khẩu của doanh nghiệp, nhưng dự báo có thể tăng từ 20 đến 30% mỗi năm. Nhu cầu bao bì mềm rất lớn cho thị trường chung ASEAN. Công ty nào nắm được thời cơ, nắm được công nghệ thì sẽ bán vào được thị trường đó. Tuy nhiên, tiếp cận thị trường nội khối ASEAN là không hề dễ. Với hàng chục năm xuất khẩu đồ gỗ đi các thị trường Âu Mỹ, lượng xuất khẩu đi các nước ASEAN trong năm nay của doanh nghiệp này chiếm chưa tới 7%, dù mục tiêu đặt ra là từ 25 tới 30%. Thách thức lớn nhất ở đây thực sự là thứ nhất là về giá. Khi chúng ta bán vào ASEAN, hiện nay ví dụ đồ gỗ chúng tôi bán vào ASEAN chẳng hạn nhé, thì rẻ hơn so chúng tôi xuất đi Mỹ, đi Nhật hoặc đi Canada khoảng 7%. Mà mức lợi nhuận ròng khoảng 10% là cùng, tối đa là 10%, mà chúng ta phải bán giá thấp như vậy thì thực ra lợi nhuận không có nhiều. Cơ cấu hàng hóa tương đồng, giá thành sản phẩm lại không quá khác biệt. Do vậy, chinh phục được thị trường ASEAN là thách thức với hầu hết các doanh nghiệp Việt. Đây là nhận định chung của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp tại hội thảo Thị trường ASEAN, lối đi nào cho doanh nghiệp Việt do Sài Gòn Times Group phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 tổ chức. Năm 2016, lượng hàng xuất nội khối của Việt Nam là 9,8%, thì năm 2017, tỷ lệ này là 11%, con số không quá lớn. Và để cải thiện tình trạng này, bên cạnh sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý thì cần nhất là sự chủ động của chính doanh nghiệp. Làm sao kết nối được những doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI để mà chúng ta tận dụng
những cái khả năng của các doanh nghiệp FDI, bởi vì FDI không chỉ đầu tư Việt Nam mà cũng có thể đầu tư các nước. Và cái cuối cùng là làm sao kết nối được cái doanh nghiệp Việt Nam với các nhà phân phối lớn của các nước trong cái khu vực ASEAN. Điều mà các nhà cung cấp Việt Nam cần cải thiện ngay đó là chất lượng dịch vụ. Nhiều khi chúng tôi có những đơn hàng đến hẹn thì không được giao đủ số lượng hay là có vấn đề về chất lượng chẳng hạn. Do vậy, các nhà cung cấp phía Việt Nam nên chú ý hơn đến việc tuân thủ các giao kèo. Hiện Việt Nam nhập khẩu từ các nước ASEAN cao gấp 2,6 lần so với xuất khẩu, nên nếu không có sự thay đổi tích cực thì hàng Việt không những khó để mở rộng thị trường mà còn khó ngay chính trên sân nhà. Hết tháng 9, thặng dư thương mại của Việt Nam lần đầu tiên vượt ngưỡng 6 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng. Đây là thông tin mới được Tổng cục Hải quan công bố. Trong tháng 9, thặng dư thương mại của nước ta lên đến 1.982 tỷ đô la Mỹ, qua đó giúp Việt Nam xuất siêu lên đến 6.324 tỷ đô la Mỹ tính đến hết tháng 9. Đây là mức thặng dư cao kỷ lục trong nhiều năm gần đây. Năm nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ đô la Mỹ trở lên là điện thoại và linh kiện, dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, giày dép. Có 3 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ đô la Mỹ trở lên bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, điện thoại các loại và linh kiện. Hệ thống siêu thị ngoại được xem là visa để nhiều hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài. Đây cũng là hướng đi đang được nhiều doanh nghiệp nhắm đến. Chẳng hạn tại hệ thống siêu thị Aeon của Nhật Bản tại Việt Nam, cứ 10 sản phẩm thì có đến 9 là hàng made in Việt Nam. Một tín hiệu cho thấy hàng Việt đang được tiêu thụ tốt tại hệ thống siêu thị tại Nhật. Mất 5 tháng để chuẩn bị. Giờ đây những hộp cà phê made in Việt Nam được nhà bán lẻ phát triển và bày bán ở hệ thống siêu thị Aeon từ Việt Nam đến Nhật Bản. Không chỉ là những sản phẩm nông sản như cà phê hay trà, thậm chí cả các sản phẩm may mặc cũng vào được kênh phân phối nước ngoài. Theo đại diện siêu thị, 90% hàng hóa được bán ở đây là hàng Việt Nam. Mình nghĩ rất là tín hiệu tốt, đó, tại vì trong đây là Aeon là siêu thị Nhật, nhưng mà mặt hàng Nhật thì mình chỉ thấy có một hai dãy thôi, còn đa số đều là sản phẩm Việt Nam hết. Với siêu thị ngoại thì chắc chắn nó sẽ có cái tiêu chuẩn về hàng hóa cao hơn cái siêu thị thông thường. Mà hàng Việt Nam mình càng ngày càng được vào cái siêu thị ngoại thì chứng tỏ là mình có các doanh nghiệp Việt Nam, mình nó sản xuất nông sản, ví dụ như vậy, thì càng ngày có uy tín cao hơn. So với 5 năm trước, số nhà cung cấp nội địa cho siêu thị đã tăng lên gấp đôi, đến con số hơn 2.600. Chiến lược của hệ thống siêu thị Aeon là bản địa hóa để phục vụ nhu cầu khách hàng Việt Nam. Thế nên so với thời điểm năm 2014, tỷ lệ hàng nội địa của Việt Nam đã tăng đều qua từng năm. Mong muốn của chúng tôi là có thể xuất khẩu hàng Việt Nam sang Nhật, nhưng trước mắt phải đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng Nhật. Do đó, vẫn có nhiều cái cần cải thiện nhiều về chất lượng để cạnh tranh được trong môi trường quốc tế. Bộ Công Thương cũng thành lập một tổ công tác để hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao chất lượng hàng hóa để đạt tiêu chuẩn vào hệ thống phân phối nước ngoài. Rất mừng là hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được các cái tiêu chí để tham gia vào một cái hệ thống cung ứng toàn cầu. Những doanh nghiệp này là những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm xuất khẩu, có những sản phẩm mà đạt được các cái tiêu chí quốc tế về chất lượng. Và cũng là những doanh nghiệp mà có khả năng đáp ứng được các cái đơn hàng lớn của nước ngoài. Hàng hóa được bán tại Aeon không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam khi đây là hệ thống siêu thị lớn của Nhật, mà còn giúp khẳng định chất lượng hàng Việt vì Nhật Bản là quốc gia được đánh giá có yêu cầu tiêu chuẩn về chất lượng hàng hóa vào loại khắt khe nhất thế giới. Chuyển sang phần điểm thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo điện tử số ra sáng ngày hôm nay. Báo tiếng Pháp Le Courrier có bài viết thị trường đồ uống của Việt Nam khởi sắc. Nội dung bài viết khẳng định thị trường đồ uống của Việt Nam đang tăng trưởng 6,7%, 6-7% mỗi năm, gấp hơn 3 lần so với các nước châu Âu khác, dẫn đến sự thu hút mạnh mẽ giữa nhiều thương hiệu toàn cầu. Hiện có 1.800 công ty đang hoạt động trong ngành công nghiệp nước giải khát tại Việt Nam. Tính trung bình, mỗi người Việt Nam tiêu thụ khoảng 23 lít nước ngọt một năm. Và đến năm 2020, công suất thị trường được dự báo là sẽ khoảng từ 8,3 cho đến 9,2 tỷ lít một năm. Thanh Long Global Gap đứng vững trước cơn bão rớt giá là tiêu đề của bài báo được đăng tải trên báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Theo đó thì trong khi thị trường thanh long ở Bình Thuận đang ảm đạm rớt giá, nhiều nhà vườn không có thương lái đến mua thì tại các vườn trồng thanh long theo tiêu chuẩn Global Gap xuất đi châu Âu vẫn bán được với giá cao và thậm chí là không đủ hàng để cung ứng. Điều này cho thấy việc sản xuất thanh long chất lượng cao là hướng đi tất yếu để tránh phụ thuộc vào một thị trường. Tỉnh Bình Thuận hiện có 29.000 ha thanh long, trong đó 9.800 ha đạt chuẩn Việt Gap và 262 ha được chứng nhận Global Gap. Việt Nam có kế hoạch nhập khẩu lúa mì của Kazakhstan là thông tin được đăng tải trên báo tiếng Nga. Thay vì nhập khẩu từ Canada và Nga thì các doanh nghiệp của Việt Nam có thể sẽ lựa chọn các đối tác cung cấp lúa mì từ Kazakhstan và Brazil. Nguyên nhân khiến cho Việt Nam phải thay đổi nhà cung cấp được cho là một loại hạt cỏ Cassium Aventer được tìm thấy trong các lô hàng của lúa mì của Nga và Canada. Loại hạt này nằm trong danh mục cấm nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Từ đầu tháng 10 năm 2018, Việt Nam đã áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với việc nhập khẩu lúa mì từ nước ngoài. Dẫn báo cáo gần đây của Tổng cục Hải quan, báo điện tử Vietnam Plus có bài thu ngân sách ngành hải quan có thể sẽ đạt 300.000 tỷ đồng trong năm nay. Theo đó, thì tính đến ngày 3 tháng 10, thu ngân sách của ngành hải quan đạt khoảng 79% chỉ tiêu phấn đấu của cả năm, 293.000 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2017. Yếu tố góp phần tăng thu ngân sách của ngành hải quan là do tăng thu từ mặt hàng xăng dầu và kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước 9 tháng năm 2018 đạt hơn 352 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2017. Trong phần tiếp theo của bản tin, chiều cường bất ngờ dâng cao đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Sự thay đổi về quan niệm sinh con ở một làng biển khi không lựa chọn giới tính khi sinh con. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết chiều cường ngày hôm qua đã đạt đỉnh cao nhất từ mùa mưa đến nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, quận 7, chiều cường đang dâng cao. Cộng thêm đây là khu vực vùng trũng thấp làm cho mặt đường bị ngập sâu. Ngay cả ở khu vực đã được đầu tư xây dựng bờ kè để chống ngập như là Thanh Đa thì nước vẫn mênh mông. Nội đô thành phố Cần Thơ cũng đã có những nơi bị ngập tới nửa mét, nhiều phương tiện bị chết máy, nhiều nhà phải dùng bao cát để ngăn nước tràn vào và lắp máy bơm để bơm nước ra ngoài. Đây cũng là mức chiều cường cao nhất từ trước tới nay tại thành phố Cần Thơ. Chiều cường bất ngờ dâng cao đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nhiều tuyến đê bao không chịu nổi áp lực của nước đã bị vỡ và làm cho cuộc sống của người dân gặp không ít những khó khăn. Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Cần Thơ và thành phố Vĩnh Long. Triều cường trên sông Hậu dâng cao đã làm dỡ một đoạn đê ở Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 20 hộ dân nơi đây, nhà cửa vẫn còn ngập chìm trong nước, đồ đạc hư hỏng, gia súc gia cầm chết, khiến bà con bị thiệt hại nặng. Ngày hôm qua thì ít hơn bữa nay nha. Bữa nay cái bùn ngựa này nè, nó ngập luôn. Còn nước trên sông Tiền, sông Cổ Chiên cũng ồ ạt tràn vào 4 xã Cù Lao của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nhiều đoạn đê cống đập bị dở. Hơn 100 hectare vườn cây ăn trái đã bị nhấn chìm. Thiệt hại cá nuôi chưa thống kê hết. Vườn thì ảnh hưởng, có nhiều khi ngập vậy rồi nó chết cây. Bây giờ đang tập trung lại, đang sốc. Rồi làm cho cái đập này cho nó tối nay cho nó không có ngập nữa. Mực nước cao sẽ còn tiếp tục duy trì trong vài ngày nữa. Nguy cơ dỡ đê là rất lớn. Nếu không chủ động ứng phó, bơm rút nước ra khỏi các ô đê bao, thì thiệt hại của người dân còn lớn hơn nữa. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 11 tháng 10, ngày quốc tế trẻ em gái. Và chủ đề của ngày này năm nay là không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi. Và chủ đề này xuất phát từ thực tế đang đáng báo động tại nhiều quốc gia, đó là tình trạng mất cân bằng giới tính. Tại Việt Nam, tỷ lệ bé trai và bé gái khi sinh vẫn dao động ở mức 112 bé trai trên 100 bé gái. Thế nhưng tại một làng biển trong phóng sự sau đây đã cho thấy một sự thay đổi về quan niệm sinh con. Tại đây thì quyền của trẻ em gái được nâng lên ngang bằng với trẻ em trai. Nhà có ba đứa con, cả ba đều là gái. Với những gia đình như thế, trước đây người làng biển mỗi khi nhắc đến bao giờ cũng thở dài. Sinh con gái nghĩa là không có lao động đi biển, nghĩa là không có người nối dõi. Nhưng đó là câu chuyện của ngày trước. Có ba đứa con gái trong nhà, nhưng hai vợ chồng bà Hiệp chưa bao giờ nghĩ
giá như có một đứa con trai. Hồi xưa kia người ta nói trai là trọng nam khinh nữ rồi vậy, chứ mà mình là con nè cũng con nè cũng là con của mình. Mình cố gắng mình tạo sự nghiệp, mình lo cho nó đầy đủ. Gia đình bà Hiệp sống ở làng biển thuộc phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Bây giờ nhiều gia đình trong làng không còn tư tưởng phải cố sinh cho bằng được con trai, và sinh con trai hay con gái cũng phải cố cho con ăn học. Để đủ tiền trang trải cuộc sống gia đình 5 người là không dễ. Nhưng người mẹ này vẫn ngược xuôi xoay sở để ba đứa con gái trong nhà đều được đi học. Con gái được học hành đến nơi đến chốn như là điều bù đắp cho những thiệt thòi trước đây của người mẹ. Ngày trước ở làng biển, chẳng mấy ai để tâm đến chuyện phải lo cho con gái học hành. Mình muốn tạo điều kiện cho con mình, thì con mình muốn có công ăn việc làm thì mình cho con mình đi học. Chị Thảo phụ trách công tác dân số ở phường 6, thành phố Tuy Hòa. Nhiều lần có mặt ở làng biển, cách truyền thông trực tiếp như thế này của những cán bộ dân số đã giúp người làng biển thay đổi suy nghĩ. Hơn nữa, ngay trong làng, nhiều em gái được học hành, giờ đã trưởng thành, có công ăn việc làm. Đó như là câu chuyện đầy thuyết phục để người làng biển thay đổi quan niệm về sinh con. Ủy ban phường cũng phối hợp với các ban ngành hội đoàn thể cũng xuống các hộ dân tuyên truyền và vận động các bà con đừng có ý định là nói là sinh con trai là để nói giỏi. Thấy cô gái chị thấy cũng rất là ngon, giỏi. Chứ chị cũng không cần trai gì hết á. Chị giờ chị hai đứa gái cũng mãn nguyện. Những gia đình sinh con gái, những xóm biển bé gái ngang bằng với bé trai, cả làng biển không phân biệt, không lựa chọn giới tính khi sinh con. Với không ít người, đây là điều khác biệt của làng biển. Nhưng với người trong làng, bây giờ đấy lại là điều bình thường. Ở làng Mọc, Giáp Nhất, Hà Nội, ai cũng biết một cụ ông đã từng là bạn tri kỷ của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái và nhà văn Nguyễn Tuân, với nhiều đóng góp thầm lặng cho lối sống văn hóa của Hà Nội. Bằng ký ức, kỷ niệm ấu thơ và các tư liệu khảo cứu, ông đã ghi chép lại những sự việc chứng tích xưa và nay không còn tồn tại để góp phần xây dựng lại diện mạo của một Hà Nội thế kỷ 20 đã lùi xa và dĩ vãng. Và trong phóng sự sau đây thì hãy cùng chúng tôi đến thăm nhà giáo, nhà nghiên cứu Nguyễn Bá Đạo. Những ngày thu mát mẻ, thỉnh thoảng nhà nghiên cứu Nguyễn Bá Đạo lại thong thả đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. Là người nặng lòng với Hà Nội, ở cái tuổi 96, ông vẫn dõi theo mọi biến động của đời sống dù là nhỏ nhất trên từng góc phố. Nghiên cứu, quan sát và ghi chép đã trở thành thói quen khó bỏ suốt gần một thế kỷ ông gắn bó với mảnh đất này. Ông Nguyễn Bá Đạo, nguyên là giáo viên dạy sử trường Phan Đình Phùng. Kể từ khi nghỉ hưu, ông tập trung bút lực để viết sách và viết báo như một cách lưu giữ lại trên giấy những ký ức về một Hà Nội đã lùi vào quá khứ. Từ những sự việc nhỏ nhặt như cách quảng cáo một lối hát tuồng, lối bán dầu tây, nước mắm, đến những sự kiện làm xôn xao thành phố như phiên xử án Phan Bội Châu, vua Thành Thái dự khánh thành cầu Đu Me, người tàu chạy loạn quân Nhật. Còn có những trang ghi lại các sự kiện mà ông tận mắt chứng kiến như đám cưới và đám ma Vũ Trọng Phụng hay kỷ niệm gắn bó với nhà văn Nguyễn Tuân và danh họa Bùi Xuân Phái. Sinh thời, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc từng nhận xét: ngoài 90 tuổi mà bác vẫn cần mẫn viết để giúp bạn đọc ngày nay hiểu về ngày xưa, biết về một đô thành đi đầu trong quá trình chuyển hóa từ một đô thị trung cổ sang một đô thị hiện đại ở đất Bắc, tôi cũng đã có dăm 60 năm nghiên cứu Hà Nội, song có những điều mà chỉ khi đọc Thủa Ấy Hà Nội tôi mới thấu hiểu. Cụ viết về Hà Nội ấy, là viết những sự kiện xảy ra ở Hà Nội từ thời Pháp đóng. Thế thì Hà Nội nó cũng có những nét văn hóa mà cần phải lưu giữ đến bây giờ. Chẳng hạn như ông nói cầu Long Biên nó là thế nào, đấu xảo là thế nào, tuyển Bách Hỏng nó là như thế nào, từ năm nào làm ra, cái gì làm ra cũng công trình như thế nào, sau này tôn tạo nó thành như thế nào. Với những cống hiến thầm lặng suốt đời cho văn hóa, lối sống Hà Nội, ngày 29 tháng 8, ông Đạm đã vinh dự nhận giải thưởng lớn Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 11. Nhiều khi nó cũng không ngờ, vì công việc mình làm cũng nhiều việc, từ viết sách báo hay là những cái việc đình, việc chùa, đấy là việc xã hội, đấy là đối với các nhà văn, hay là các họa sĩ. Thời gian tới, ông Đạm dự kiến sẽ ra mắt cuốn Hà Nội xưa kia và tiếp tục viết về bộ tứ huyền thoại Nghiêm, Liên, Sáng, Phái, những danh họa Hà Nội từng là bạn thân của ông một thời. Những đóng góp âm thầm của ông đều xuất phát từ nỗi niềm hoài cổ, luyến tiếc,
trân trọng các giá trị xưa cũ, có sức lan tỏa mạnh mẽ, kết nối những tâm hồn yêu Hà Nội với nhau để cùng xây dựng một thủ đô văn minh, hiện đại và thanh lịch. Vietjet vừa đồng loạt đưa vào hoạt động 3 đường bay từ Việt Nam đến Nhật Bản trong các tháng cuối năm nay và đầu năm sau. 3 đường bay bao gồm đường bay Hà Nội-Osaka từ ngày 8 tháng 11 tới, thành phố Hồ Chí Minh-Osaka từ ngày 14 tháng 12 và đường bay Hà Nội-Tokyo từ ngày 11 tháng 1 năm sau. Các đường bay đều được khai thác thường lệ mỗi ngày. Trước đó thì Vietjet đã có các đường bay từ Việt Nam tới 7 thành phố của Nhật Bản. Với các đường bay mới này thì khách hàng có thể đặt giữ chỗ mua vé 3 đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản trên website chính thức của các hãng này và các đại lý. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có lượng khách quốc tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm nay thì Việt Nam đã đón 11,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Và dựa vào thế mạnh riêng có, các địa phương đang tích cực đa dạng hóa các loại hình du lịch để thu hút được du khách, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương, ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị. Vài năm gần đây, tại những địa danh nổi tiếng như Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, Thành Cổ, hàng rào điện tử McNamara đã trở thành lựa chọn hàng đầu đối với khách du lịch quốc tế khi đến Quảng Trị. Ngoài ra, với bờ biển dài khoảng 75 km, du lịch biển vẫn là loại hình được tỉnh này đẩy mạnh nhất. Tôi đã được trải nghiệm rất nhiều loại hình du lịch, từ du lịch biển, du lịch tâm linh đến du lịch ẩm thực. Rất nhiều các cái bãi biển đẹp, còn rất là hoang sơ. Hiện Quảng Trị có 5 khu vực biển còn hoang sơ, rất có tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng như Cửa Tùng, Bắc Cửa Việt. Gần đây, mới có một loạt các chủ đầu tư lớn bắt tay vào nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết các khu nghỉ dưỡng tại Quảng Trị, với các kế hoạch xây dựng hàng trăm biệt thự, nghỉ dưỡng condotel. Về cơ sở vật chất để cho khách có thể lưu trú qua đêm thì lại đang thiếu. Chúng tôi đã nhìn thấy cái tiềm năng rất lớn như vậy, vì vậy chúng tôi đã quyết định đầu tư vào tỉnh Quảng Trị. Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến Quảng Trị liên tục tăng trưởng trung bình mỗi năm gần 20%, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Theo các chuyên gia, những nơi giàu tiềm năng thiên nhiên như Quảng Trị rất phù hợp để xây dựng các dự án nghỉ dưỡng, trở thành ngôi nhà thứ hai của những người có nhu cầu. Khu vực này cũng có lợi thế vì giá cả hợp lý, cảnh vật còn hoang sơ. Nhu cầu về ngôi nhà thứ hai để nghỉ dưỡng tại Việt Nam đang rất phát triển. Việc tăng trưởng của loại hình này sẽ song hành với việc phát triển du lịch. Quảng Trị đang đặt mục tiêu du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng trên 10% tổng sản phẩm địa phương. Đa dạng hóa các loại hình du lịch cùng với nhu cầu bổ sung mạnh mẽ hệ thống cơ sở lưu trú đang khiến địa phương này trở thành thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư bất động sản lớn. Bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.